Phần thứ 5 của thương hiệu điện ảnh Gái già lắm chiêu, Những cuộc đời vương giả đã ra mắt với khán giả đại chúng, với cuộc tranh đùa ngạt thở cùng bố già để làm nóng lại không khí của các rạp chiếu phim Việt Nam. Vậy hãy xem Gái già lắm chiêu 5 có đủ sức hấp dẫn, mới lạ để chúng ta lựa chọn ra rạp và thưởng thức không nhé. Sau đây sẽ là review về bộ phim này. Thành thật mà nói, Gái già lắm chiêu 5 đã làm cho người xem thở phào nhẹ nhõm khi không tiếp nối các sự kiện và mô típ bũ dích của Gái già lắm chiêu 3, mà thay vào đó, cặp đôi đạo diễn Bảo Nhân, Nam Sito đã thiết đãi khán giả bằng một bữa ăn drama thịnh soạn, hoàn hảo cả về thính giác, thị giác. Nhưng như thế, phải chăng vẫn là chưa đủ đối với một bộ phim hay sao? Gái già lắm chiêu 5 kể về cuộc sống của ba chị em trong gia đình châm anh thế Việt Lý gia. Trong gia tộc ấy chứa đựng rất nhiều những cổ vật có giá trị, đặc biệt là chiếc phượng bảo tam vĩ, một cổ vật vô giá làm nên tên tuổi của dòng họ Lý gia. Mọi chuyện bắt đầu xảy đến khi Lý Linh, cô con gái út được nhận nuôi trong dòng họ Lý, quay trở về gia đình tìm mọi cách để chiếm đoạt cổ vật nhằm thực hiện những ước mơ về quyền lực của mình. Nhưng khi trở về ngôi nhà ấy, mọi sự thật về tình cảm gia đình, tình yêu, danh tiếng, nề nếp gia phong đều được phơi bày. Sự ham mê quyền lực, dối trá của tất cả các thành viên đều được vén màn vào những giây phút cuối. Để rồi từ đó, mọi cảm xúc của người xem được đẩy lên đỉnh điểm ở đúng mức cần thiết và đôi khi xen lẫn những miếng mảng hài như trêu đùa cảm xúc của khán giả trong những phân cảnh cuối, khiến cái kết của bộ phim tương đối trọn vẹn. Trước hết là dành lời khen cho nội dung phim. Không như những phần Gái già lắm chiêu trước, các mảng miếng trong Gái già lắm chiêu 5 được tiết chế hơn và không hề quá lố. Mọi thứ đều rất vừa tầm, để thay vào đó là những câu chuyện drama về quyền lực, danh tiếng và cả tình yêu. Chính nhờ việc khai thác sâu vào những câu chuyện và tâm lý của các nhân vật, nên hầu như ai trong bộ phim cũng đều phô được hết những cá tính, khiến cho khán giả đồng điệu hơn với mỗi nhân vật, khiến cho câu chuyện này trở nên tiếp cận với người xem hơn và có tính thuyết phục hơn. Mọi câu chuyện bên lề trong gia tộc họ Lý cũng trở nên cuốn hút hơn rất nhiều. Lời khen thứ hai chắc chắn phải dành cho ba nhân vật chính, ba người phụ nữ quyền lực nhất bộ phim. Trước hết, chắc chắn không có gì phải bàn với diễn xuất của cô Lê Khanh. Cắt bỏ mái tóc dài thướt tha của tiểu thư Đài Các, Lý Lệ Hà vẫn giữ đúng bản chất của một người chủ gia tộc với sự bản lĩnh, quyền lực và đặc biệt là sự phát triển tâm lý và đấu tranh nội tâm của nhân vật trong cả diễn biến phim được cô thể hiện rất tròn vai. Thứ hai là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, vẫn là người chiếm trọn spotlight trong việc quăng những miếng mảng hài trong phim, cực đáng yêu và duyên dáng. Nhưng hình bóng này vẫn giữ y nguyên như trong các phần trước, rồi để đến những phút giây cao trào, Hồng Vân vẫn là diễn viên khiến mình rơi những giọt nước mắt đầu tiên. Cuối cùng là Cai Trình Nguyễn, một màu sắc trẻ hoàn toàn mới, hoàn toàn đối lập với Lê Khanh, chính là điểm hấp dẫn của bộ phim này. Sự thể hiện khá tròn vai trong cử chỉ, ánh mắt, cá tính khiến mọi người xem nhận ra rất nhiều thứ đối lập từ hai thế hệ hoàn toàn khác nhau, nhưng cả hai vẫn đều có những nội tâm, sự nhạy cảm của những người phụ nữ. Trong phim, chuyện tình bi kịch suốt 25 năm của Lý Lệ Hà, Tôn Nữ Thục Lan và Vĩnh Nghị đã được phơi bày. Tuy là một câu chuyện với chủ đề cũ nhưng luôn sốt dẻo là tiểu tam và chính thất, nhưng mối quan hệ này được làm theo một cách sang, xị, mịn hơn rất nhiều. Đặc biệt, sự xuất hiện của cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng cũng sẽ làm cho người xem không khỏi xúc động khi được nhìn thấy chú lần cuối trên màn ảnh rộng. Cuối cùng chính là khung cảnh xứ Huế đẹp mộng mơ, những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy của những kẻ vương giả, trí thức thượng lưu trong cung điện Bạch Trà Viên, biệt viện trên ngọn đồi chân mây số 9 Lăng Cô Huế. Đó quả thật là bối cảnh tuyệt sắc nhất từ trước đến giờ. Ngoài ra, tác phẩm còn nhắc cho những người Việt ta nhớ về những sự tích, nét đẹp trong văn hóa của người An Nam như phượng bào, bàn cờ phong hậu, truyền thuyết Mỹ Châu Trọng Thủy, cũng là những điểm cộng rất lớn cho bộ phim. Nhưng để mà nói, bộ phim này thực sự chỉ hấp dẫn trong nửa cuối về sau mà thôi. Và có những điểm chê cực kỳ lớn như sự logic trong bộ phim ngay từ những phiên đấu giá đồ cổ, sự thiếu hợp lý trong logic của phim Việt lại một lần nữa khiến người xem phải tặc lưỡi cho qua, khiến cho những ai xem xong bộ phim này đều cảm thấy khá khó chịu vì sự vô lý đó và thốt lên ít nhất một lần, chả nhẽ người giàu lại dễ lừa đến vậy. Thứ hai, có lẽ do quá đỗi tự tin về trailer mà đạo diễn đã đem đến cho khán giả từ trước khi chiếu rạp. Hồi một của Gái già lắm chiêu 5 tương đối nhanh, dồn dập khi các nhà làm phim liên tục đưa đến những thông tin, mâu thuẫn bí ẩn đến người xem mà không hề nhớ rằng đây là một phần phim hoàn toàn mới, nên việc nhồi quá nhiều những thông tin như vậy khiến khán giả xem phim không đuổi kịp và có phần choáng ngợp. Nhưng may mắn thay là chúng ta sẽ không bị mất gốc, bởi đến cuối bộ phim, hầu như các nút thắt và những sự thắc mắc của khán giả cũng tạm coi là cởi bỏ hết.
Điểm đáng tiếc còn lại trong nội dung của Gái già làm chiêu năm chính là nhân vật Lý Linh của ca sĩ Nguyễn được khai thác và xây dựng chưa đủ sâu. Sự xuất hiện của cô chỉ mang tính chất dẫn dắt câu chuyện và giải thích cho nội dung là chủ yếu. Điều này khiến việc về cuối Lý Linh trở thành chiếc chìa khóa cho mọi nút thắt là hơi vội vàng, gấp gáp. Từ đây, cảm xúc của nhân vật này được đẩy lên quá nhanh và có vẻ như hành động cũng khá là bất hợp lý. Nhưng có lẽ một phần là do chất xúc tác của Jonathan Vĩnh Thụy hơi gượng gạo và cầu thả, chàng bạch mã hoàng tử được xây dựng khá là lờ ngờ và những cảnh 18 cộng hơi dư thừa giữa vẻ đẹp cố đô cũng là nguyên nhân làm cho nhân vật của Kachi trở nên yếu vế. Tóm lại, với lượng kinh phí khủng đầu tư vào bộ phim, tuy thiếu sự logic và còn nhiều những lỗ hổng trong khâu kịch bản và nội dung khiến bộ phim này không được hoàn hảo, thì với sự góp mặt của những diễn viên gạo cội của nền điện ảnh Việt Nam, bối cảnh trang phục được chăm chút kỹ lưỡng, bộ phim vẫn là một tác phẩm ổn để có thể ra rạp, nhưng nếu so sánh với Bố Già thì chắc chắn Bố Già sẽ nhỉnh hơn. Nhưng nếu muốn xem bộ phim này để đã con mắt, tận hưởng drama thì Gái già làm chiêu năm có lẽ không phải là một sự lựa chọn tồi vào thời điểm dịch giã này đâu nhá. Đó là review của chúng tớ về bộ phim này. Các cậu thấy sao về Gái già làm chiêu năm? Nếu có ý kiến gì, hãy comment cho chúng tớ ở phía bên dưới nhé. Nếu thích video này, hãy bấm like và subscribe cùng nút chuông nho nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào chúng mình ra trong tương lai nhé. What you wear out.